Mình đang ở Soho để thực hiện một buổi shoot cho collection mới nhất của Rich Chloe. Và yeah, đây là một buổi mà Ben đã rất là hào hức và rất là hồi hộp trong rất là nhiều ngày. Và cuối cùng thì bây giờ cũng đã có toàn bộ tất cả những món đồ từ trên xuống dưới. Là Ben thực sự chứa đựng rất là nhiều cảm xúc lúc này. Đây là Vince model. Model vừa mới chuyển đến một cái bộ outfit mới, một cái look mới. Nghĩ lại về cái khoảnh khắc kia, Ben mới bắt đầu kênh YouTube cũng là ở Soho, và bây giờ thì có cơ hội để mà chụp một cái lookbook ở đây. Mẹ, cuộc đời đúng là một cái vòng tròn, trái đất tròn. Is that how Kit does it? Yeah. Vừa ra kiểm tra xem là có quên cái gì không. Những cái buổi như này khi mà vận dụng đó quá nhiều ấy, cái băng thông của Ben nó dễ dẫn đến hay bị quên lắm, nên là phải ra kiểm tra xem. Giờ vừa mới đổi cái look thứ ba rồi. Đây là look cuối cùng ở Soho, sau đấy thì nghỉ ngơi một tí, đi sang bên Brooklyn. Và như mọi người có thể thấy, hiện giờ Ben đang vừa là stylist vừa là đạo diễn build cái team này. Ben thường gọi đây là một cái team Avenger. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Đang chụp lại một cái shoot ban nãy, khi mà bạn ấy bị đưa cái đầu lên trên cao quá, rồi muốn đưa cái đầu thấp xuống, nó kêu nhìn thẳng lườm vào ông kịch. Giờ cả team đang ở Chinatown, đúng hơn ở Canal Street. Đây là một cái con phố mà kiểu bán rất là nhiều những đồ mà không phải authentic, nhưng mà đây là một cái vibe rất là New York luôn. Nên là mình muốn có cái shot này trong cái bộ lookbook này, nhìn cho nó kiểu you know, nó edgy ấy, nhìn nó raw một tí. Just put on your shirt. Không thể ngờ được là vừa cái chỗ đỗ rồi luôn đấy. Bé tí. Hiện giờ Ben với cả team đang ở gần Famous Ben Pizza để mà ăn pizza. Và sau thì sẽ chuyển sang Brooklyn. Quên mất không mang theo tiền mặt lại để xuống xe, giờ phải quay lại lấy. Trong đây là cảnh của bé suốt ngày, cứ quên này quên này kia, đặc biệt là khi mà quá nhiều thứ diễn ra ấy, thì cái băng thông não của mình nó không cho phép mình. Rồi còn quên mất là đỗ xe ở đâu nữa. Đây. Rồi.
let's start with Bash. What do you want me? So this is Bash. He's our DP today. He's taking care of all the photos that you guys are seeing. And what do you think of the pizza? Pizza was fire. I'm not sure what the slice was, but I'm gonna guess and say it was stuffing. What do you think of the day so far? Day's pretty good. It's hot. Yeah. But I'm having fun. I'm here with my bro, Vince. We haven't shot in a long time, so. All right, let's move on to Vince. Thanks, Bash. So this is Vince, our fly model. He's cold as hell. I told him that. And what do you think of the day so far? It's good. Yeah. Shoot was pretty cool. Day is nice. Food was good. Food was good. Shout out to Vince. Yeah. Thanks, Vince. And this is Jen. She is our videographer today. She's much more than that, but today she plays the role of a videographer. What do you think of the day so far? I think it's going really smooth. Yeah. I really like it. Is it a little bit out of your environment? Are you still comfortable? Yeah, I'm comfortable, but just like wear it down a little bit. Let's make sure you guys get whatever you need. So we're gonna grab some coffee now, and then moving on to our second location, which is also near the third location, but we're gonna grab some coffee first. It's funny how we just got into the car and realized the coffee spot is like 0.1 mile away. The place. Another ice. This is so fucked up. You like it? Yeah, I love it. Thank you. Sorry. That is unbelievable. You guys got four shots? The standard, right? I never knew you had four shots in America. That is crazy. Oh, young boy. Finally, he's on Supreme. Shoots. Well, Supreme died. They did. Like for the past, I would say like 3 years, they wouldn't die like completely. Well, it's not like It's like a cycle, you know. Right now, even Balenciaga, I think it's like almost at the end, and then it's gonna reach a new whatever there is. I don't know. Tìm được một cái location để shoot thì mình nhận ra đấy có một cái hội chợ ngày hôm nay nên là mình mất cái location đẹp ơi đẹp này. Damn. Đến nơi đang phải xoay sở với một cái ngõ ở trong. What do you think? Let's go around to the park. Hiện giờ cả nhóm đang bị đi lạc nên là đang ở một cái vị trí này nên là phải xoay sở ở đây. Đáng lẽ là em muốn đi đến tận cái đoạn tít đằng xa cơ, nhưng mà bởi vì bây giờ trời đang nóng nên là phải cố gắng xoay sở nhất có thể ở cái vị trí ấy rồi. Không thì nếu mà đi bộ thêm lúc nữa thì sẽ không đủ để chụp được tất cả các cái look ngày hôm nay mà mình muốn. View is much more open behind us. Light is coming from this way. It's kind of off. The light comes like this. Bây giờ đến đoạn xoay sở của một buổi photoshoot đây này. Cứ phải tìm cách nào để mà khai thác được nhất có thể với những gì mình có. Bởi vì ban nãy vừa mình đi lạc đường chắc khoảng tầm 10 phút.
vừa mới đổi cái look. Bây giờ look thứ mấy nhá? Look thứ 5. Còn hai cái look nữa là kết thúc buổi shoot ngày hôm nay. Bây giờ cũng đang khá là muộn rồi và mình biết là mọi người đã đang rất là mệt rồi, nhưng mà bây giờ mình phải là người cố gắng nhất giữ tinh thần của mọi người lên cao. Giờ thì chúng ta đang ở dưới cầu Brooklyn và ở bên kia là cầu Manhattan, là hai cái cầu phải nói rất là iconic của New York. Và khi Ben mới đặt tên cho cái brand quần áo của Ben ấy, thì Ben cũng lấy ý tưởng từ việc cây cầu, dùng cái từ đấy để bẻ nó đi thành cái từ bridge mà mọi người biết đến bây giờ. Đương nhiên là ngoài hai cầu này thì Ben được lớn lên cả cầu Long Biên với các cầu Trương Dương ở Hà Nội, nên là Ben thực sự có một cái gắn kết rất lớn với cả các cái cây cầu. Mọi người đang đi trước Ben để di chuyển đến location tiếp theo. Yeah, I think that's it. Feels like a garden. Mà hôm qua Ben tưởng tượng ra, Ben xem nó trên Google Maps. Còn đằng sau có Brooklyn Bridge, cả ở phía bên dưới có một cái vườn trông kiểu rất là vừa cổ điển vừa hiện đại, nhưng mà nó cũng rất là thơ. Hy vọng là những bức ảnh sẽ ra được đúng như tưởng tượng của Ben. Điểm trừ ở đây là trông nó hơi bị du lịch, nhưng mà được cái nó rất là iconic. Ở dưới đây là sông Hudson, ở phía kia là skyline của New York, ở đằng sau là cầu Brooklyn. Ben vừa phải di chuyển cái xe này để ông kia vào. Bây giờ gặp cả crew, Ben ra hơi muộn một tí nhưng mà gần xong rồi. Đây là cái look up cuối. Còn một look nữa là xong, kết thúc buổi shoot ngày hôm nay. Nhìn tất cả mọi người ở đây để lấy cái view của Manhattan Bridge này. Wow, dã man. Đây phải nói là một trong những cái điểm du lịch nhất có thể luôn đấy. Nhưng mà ngược lại thì thật sự nó cũng đáng, nên là mọi người đến đây nhiều. Ben và cả crew đang cố tìm một cái điểm mà trông nó hơi sơ đồ, kiểu nó tinh tế hơn một chút, thay vì bụng phát lấy cái cảnh của cả cái cầu, hay là trông kiểu nó rất là tầm thường. Điểm cuối cùng, Ben vừa mới thay cái kính mới, bởi vì đeo cái kính kia nó hơi bị nặng nên là nó cứ bị đau hết cả phần tai này. Bây giờ Ben mới phát triển ra cái kính này bởi vì đeo nó rất là nhẹ, cả ngày có thể đeo được. Hiện giờ thì tất cả mọi người đang chụp cái cảnh ở đây, lấy xe và cả toàn bộ cái khung cảnh ở đây trông kiểu nó rất là corporate ấy, trông rất là kiểu công ty, công sở ngồi giàu. Nhưng mà đây là cái concept cuối cùng để gắn hết tất cả cái buổi ngày hôm nay lại với nhau. Chung đây là một buổi shoot mà khá là mãn nguyện. Ben không biết như thế nào bởi vì Ben lúc nào Ben cũng kiểu rất là khắt khe bản thân ấy, nhưng mà hy vọng là ngày hôm nay
là một buổi shoot rất là mãn nguyện. Đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã gắn bó với Ben, cả crew đến tận giờ phút này. Ngày hôm nay là một ngày Ben khá là hối hả như thường lệ, mà là một ngày mà Ben đã mơ đến nó rất là nhiều và cuối cùng thì cũng có thể thực hiện được nó ngày hôm nay. Đây là cái building, ở phía bên kia thì là một cái tòa án với rất nhiều các cái skyline building ở đây. Yo, Ben vừa mới kết thúc buổi shoot xong và ban nãy thì Ben có đưa tất cả mọi người đích thân đưa về từng người một, và bạn Bash, bạn photographer, bạn ấy có dẫn tất cả mọi người đến một quán taco và mọi người hang out, trò chuyện với nhau, và sau thì Ben đưa từng người về một. Hiện giờ thì Ben đang trên đường về nhà, Ben sẽ sạc xe trước một cái rồi mới về nhà. Ben muốn mở cái máy này lên để chia sẻ với các mọi người về cảm xúc của Ben hiện giờ, bởi vì đây có thể nói là một giấc mơ của Ben thành hiện thực. Một giấc mơ của một cậu bé ao ước có một brand quần áo, có một nơi để mà mình có thể mua những món đồ nó không quá là đắt tiền, nhưng mà nó vẫn mang đến cảm giác của luxury, nó vẫn mang đến chất lượng của một món đồ lên đến tiền trăm, tiền nghìn đô. Ngay từ đầu khi mà Ben thành lập ra Bridge với một ý nghĩa là cây cầu, là một cây cầu với hiện đại và classic, với xa xỉ và affordable, kết nối giữa sự đứng đắn và đường phố, và là một cây cầu kết nối rất rất nhiều những điều khác nữa. Và Ben muốn dành một lời cảm ơn đến với tất cả mọi người đã đồng hành cùng Ben, đã ủng hộ Ben cho đến thời điểm bây giờ, thậm chí mọi người xem cái video này đến thời điểm bây giờ. Man, thank you guys so much for your support. Để dành một lời cảm ơn đến với tất cả mọi người thì collection này, bộ sưu tập này, Ben sẽ phát hành ở trên Indiegogo với những cái gói rất rất là rẻ để mọi người có thể mua toàn bộ cái collection này với fraction của giá bán lẻ mà sau này Ben sẽ phát hành. Toàn bộ thông tin, instruction Ben sẽ post ở trên Instagram và trên Facebook. Yeah, you know, đây thực sự là một giấc mơ đối với Ben, và Ben rất là hy vọng bộ ảnh và cả video sẽ turn out to be incredible. Hiện giờ thì Ben sắp về đến nhà rồi và sẽ dành hôm nay để nghỉ ngơi, phản ánh lại toàn bộ những gì đã diễn ra. Man, thực sự Ben có quá nhiều cảm xúc. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đồng hành cùng Ben, vì đã luôn luôn gắn bó với Ben, và hy vọng Ben sẽ có thể gắn bó cùng mọi người xuyên suốt cả chặng đường của cuộc đời này. You know, thank you so so much. I love you so so much, and thank you for your always continued support. Thank you, thank you.